mọi người đã đi ngủ. Thằng đất em cũng thiếp đi rồi. Con dế vẫn còn gáy te te. Đất em nó quả quyết là nó ở ngay dưới cái cục gạch, sát cái miệng cống. Nhưng mà rình hoài không có bắt được. Thằng nhỏ mòn mỏi dùi đầu vô cái giỏ bàn ngủ khò. Chỉ có ông ba già là thức. Ông không ngủ được. Ông ngồi giữa mé tường rào, coi cái tướng thao láo như con sói đang canh giữ cho bầy đàn yên giấc. Điếu thuốc to bằng ngón tay cái cháy bập bùng. Gió nhiều, rất nhiều ngọn mồ côi lẻ loi líu xíu chạy qua. Ông già ngồi canh chừng, cũng không biết canh chừng cái gì. Có ai ra đường lúc giữa khuya này đâu. Ông ba già mất ngủ từ cái lúc trời sập sận mưa mùa. Rồi người ốm xọm, con mắt trỏm lơ. Cơm chiều nghe mưa, ông bỏ đũa. Nửa đêm nghe mưa, ông choàng dậy, ra đứng trái sao, ngó về phía đồng đất tối mịt. Ngoài ấy đất bắt đầu mềm lại, từng thớ dở ra tràn xuống chỗ nẻ. Cỏ bỏ lớp áo vàng cháy, mặc vào mình một màu xanh muốt. Đã ba mùa không cày bừa, đất trảng cò thành miền cỏ quang. Thằng đất anh lùa dịch đi ăn, bị cỏ cắt nát da. Nó cằn nhằn: "Nội, tính sao chứ? Mấy ổng để vậy hoài, chắc ruộng mình thành rừng quá, nội." Đồng trảng cò rộng gần 20 hecta, phía bắc giáp với rừng tràm, phía nam thì giáp biển. Xóm thì nằm bên con kinh ra hòn đá mốc. 3 năm trước, tỉnh quyết định thu hồi và quy hoạch trảng cò làm khu du lịch văn hóa sinh thái lớn nhất nhì đồng bằng. Người trảng cò ngơ ngác một chút rồi buồn tiếc, như ai đó dứt cái khúc ruột của mình ra, nhưng tuyệt nhiên không cãi. Hết một mùa, mời hợp dân mấy cuộc, rồi tính chuyện đền bù xong, dân trảng cò chưa thấy nhà nước bắt tay vô làm. Ngó cái đất bỏ không, họ hơi nóng ruột. Qua đến mùa thứ hai, cỏ ống, năng, lát rủ nhau lại mọc cho xanh chơi. Ông ba già viết cái đơn văn phong chân chất y như ông, cho 86 hộ dân trong xóm ký, lặn lội lên tỉnh. Nhưng lãnh đạo bận đi họp ở trung ương, giờ không có được, ông quay về. Bây giờ thì trời bắt đầu chuyển sang mưa, lại mùa mới nữa đến. Trảng cò buồn như bị bỏ rơi. Nghe nói nhà nước đã chuyển quy hoạch sang trảng 6 rồi, lại thêm thay đổi nhiều lãnh đạo chủ chốt. Xem ra người cũ chuyển đi chỗ khác, chắc là quên mất tiêu luôn. Đâu đó ở trảng cò, người ta tự ý cày đất, đắp bờ. Ông ba già cự quá trời. Ông nói làm vậy còn gì là phép tắc của nhà nước, của đảng. Phải lên tỉnh một chuyến nữa mới được, để hỏi coi nhà nước mình có làm du lịch nữa không. Nếu mà không á, thì xin rút cái quyết định lại, để cho bà con họ canh tác. Lần này trảng cò đi thành một đoàn 9 người. Ngoài cái thằng đất em là cháu nội của ông ba, thì còn lại là ông già, những người mạnh giỏi bận ở lại để đi làm mướn ở bên trảng dịch, hay ra đồng săn chuột, bắt rắn, bán lấy tiền mua gạo. Ông ba già được coi như là trưởng đoàn vì ông mạnh giỏi nhất, nói năng thì mạch lạc nhất, rành đường ở ngoài tỉnh nhất,
thì năm trước đã ra đó một lần rồi. Ông ba nhận trách nhiệm bằng một sự cảm kích vô hạn. Đứng ở dưới bến, trước một đám đàn bà con nít đưa tiễn, ông dõng dạc tuyên bố: chuyến này đi không gặp chủ tịch, nhất quyết không về. Trẻ nhất là thằng đất em 7 tuổi, láo táo chạy đằng trước. Người già nhất là ông Mười Hưng, 72 tuổi, cắn hộp cơm không bể, bởi vì rụng răng hết rồi. Khật khừng chống gậy đi sau cùng, đoàn trảng cò phải đổi 3 chặng tàu đò, lội bộ dòng qua 4 con đường đầy khói và bụi. Họ xếp thành một hàng dài, rì rầm đi dưới con nắng đỏ lòm. Trên người đeo theo nhiều giỏ to, giỏ nhỏ. Thỉnh thoảng đoàn đùng lại, vì thằng bé đi đầu mãi đứng coi mấy cái món đồ chơi chưng ở trong cái tủ kính. Những lúc ấy, ông ba già chạy ra khỏi hàng, bợp vô đít thằng cháu nội, ngó trước ngó sau coi có ai lạc không. Cái nón vải hất ra đằng ót, để cho nắng xói vào trong mặt. Đến ủy ban thì trời đứng bóng, mấy cục mây xám đùng lên lừ đừ trôi ở trên đỉnh đầu. Ông già gom đám tùy tùng đang nhễ nhãi mồ hôi lại một chỗ, rồi đi gặp anh bảo vệ. Anh này vốn quá quen với cái cảnh kiện cáo dược cấp thời mở cửa, cho nên cảnh giác cao độ. Hết ngó ông già có bộ mặt teo héo như đít trái cao khô, rồi ngó cái đám đông, anh hỏi ông có hẹn trước không. Ba già ngẩn ra: ủa, đâu có hẹn gì, tụi tôi ở xa quá mà, chuyện gấp quá chú ơi. Anh bảo vệ gọi điện thoại vào văn phòng ủy ban. Một chút thấy anh phó phòng hành chánh đi ra, anh bảo chủ tịch đi họp hội đồng nhân dân rồi, chắc là hết buổi chiều nay mới xong. Ủa, mà có chuyện gì không chú? Ông già hào hển thuật cái chuyện du lịch ở Trảng Cò. Anh phó phòng chỉ ông qua cơ quan tiếp dân. Ông lắc đầu ngoài ngoại, nói với cái giọng dứt khoát: đâu được chú, họ đâu có biết cái chuyện này. Quyết định đó là chủ tịch ký mà, chủ tịch mới nhớ chứ. Rồi ông cười, tiếng cười như tiếng người ta bật quẹt, và từ đôi mắt sáng quắc sinh ra hai cái đốm lửa nhỏ. Không sao chú em, tụi tôi chờ 3 năm đợi được ít bữa có xá gì. Chú em đừng có lo, tụi tôi có quẩy gạo theo. Ông quay lại hỏi một ông già trắng hói: bộn ha tư trật, cả chục ký hen? Nồi niêu cà ràng củi lửa có sẵn hết, giác mệt vô phương, sắp nhỏ ở nhà chu đáo quá trời đất. Phó phòng bối rối đi vào, lát sau thì người khác bước ra. Một ông già khác nhận xét: chắc cái chú em này làm lớn hơn cái chú nọ. Hỏi dưỡng sao bói làm sao, ông nói thấy tướng bự hơn, bụng tròn hơn. Thằng đất em suy ra vậy chắc bụng chủ tịch còn lớn hơn nữa. Ở phía đó ông già ba đang nói, nhìn đằng xa cũng biết đang nói cái chuyện Trảng Cò. Chỉ khi nhắc tới cái đồng cỏ quan đó, vẻ mặt ông mới u uất nhăn nhó như vậy, mới chắc nịch như vậy: tụi tôi chờ. Người kia lại đi vô. Họ cắm trại lại cái chỗ dĩa hè rợp bóng cây, cạnh hàng rào, cách cốt gác chừng đâu khoảng 20 thước. Lá điệp rụng đầy cái nền gạch con sâu, cỏ mọc lúng phúng theo các khe giềng. Ông ba già biểu mọi người trải đệm ra, nằm nghỉ,
để ông vô ủy ban xin nước nấu cơm. Lát sau, ông chổng mong om lên một dòng khói tù mù. Khói bay quanh một đám người khô hốc, đen đúa, già nua ngồi quanh đó. Mớ củi này chắc là chưa có khô hẳn, nên một đầu cháy, một đầu xì ra một mớ bong bóng nước vàng quạch và một đám khói. Cái lúc mà dọn cơm ra, ông ba già không có ăn. Ông chạy tới, chạy lui, ngó này, ngó nọ, lanh chanh, dặn thằng đất em có chừng mắt cổ, biểu nó tỏ con mắt, gỡ cái xương cá giùm, khô chặt nướng lên cứng đơ. Mấy ông già răng cỏ lung lay, mắt môi lâu lắm mới mềm, trẹo trạo tới đèn đường sáng trưng á thì xong bữa. Bây giờ ngồi chờ sáng, ông ba già mới sực nhớ mình chưa ăn cơm. Hèn chi cái bụng nó kêu rột rột, xót xa hoài. Ông không có để ý, bận phải suy nghĩ. Ông đang tính từng lời, từng tiếng để ngày mai trình bày với chủ tịch. Phải nói làm sao cho chủ tịch hiểu dân trảng cò một lòng với cách mạng. Làm như vậy không phải là chống lại chủ trương, nhưng mà nhìn đất bỏ hoang, tiếc quá. Nhà nước còn phải lo nhiều chuyện lớn, có thể bỏ sót cái chuyện du lịch trảng cò. Cho nên nay lại nhắc vậy thôi. Mất gần 7 điếu thuốc, ông mới sắp xếp đâu đó cho liền mạch. Lúc ngẩng lên thì mới hay sắp mưa. Trời ở trên đầu nặng chịch, mây dày, đen thui như chó mực. Gió thì nhiều, mang theo những ngọn ướt nhẹp, lạnh tanh. Rồi nghe cái tiếng u u ì ì ngày càng gần. Ông vừa gọi mọi người dậy, vừa hối hả đi gom đồ đạc lại một chỗ, lục tìm cái tấm cao su. Và mưa tới. Họ, tất cả 9 người lót dép ngồi, trùm chung một tấm cao su đã cũ, thủng lỗ chỗ. Đây là tấm nhựa dùng để làm lều phơi lúa, ông ba già đã xếp cất từ 3 năm trước. Lâu lâu ông lại trèo lên gác, mang xuống, ngồi nhìn, mong sẽ có một ngày dùng lại. Sáng hôm qua bà ba ra đứng ngó trời, rồi biểu ông phải mang theo. May mà bà nhớ. Một người ló đầu ra ngoài, lúc quay vào, nước nhiễu xuống từ mái đầu đã bạc, chép miệng. Chết cha, mưa bong bóng, coi bộ dai á nghen, vất vả à. Thằng đất em thì trộn rộn, nó cứ thập thò coi có cá lên không. Nó nói tằng lăng tiếu liếu, mưa đầu mùa năm ngoái á, nó với đất anh bắt cả xô cá rô, con nào con nấy ốm nhằn, nhớ không hà. Không biết giờ này ở trảng cò anh nó có đi soi cá lên không, không biết ở đó có mưa không. Không biết trảng cò có mưa không. Những người già thì im lặng, nghe mưa ở trên đầu, nghe nước chảy ở dưới chân. Ông già hói đầu chắc lưỡi, giọng nói có một chút lo lắng. Không biết đợi tới mai có gặp được chủ tịch không hen. Không biết nữa, thay mấy ổng công chuyện quá trời. Gặp mà, chắc chắn gặp. Ông ba già bảo, ông mằn mằn cái lay áo, rồi lần ra mấy hạt lúa nằm ở trong đó. Quen tật, ông đưa lên miệng cắn, lúa bở như bột, hăng hăng cái mùi bùn. Nhưng ông để dậy, nhấm nháp, hồi lâu rồi ông thở dài.
đi cái chuyến này về không biết làm đất kịp không đây. Đất ướt quá, cày không được là khổ. Bên bộ kỉnh người ta xả khô rồi đó. Nghe cái thằng Tám Bỉnh đi làm cỏ mướn ở bển về nói. Vậy hả? Họ làm giống gì mà xả sớm vậy ta? RX gì đó. Hồi đó mình cũng có làm mà. Hộp lúa nó dài, có đuôi. Hồi đó tháng này mình cũng xạ rồi. Quăng giống đại ra đất, chờ sa mưa. Lúa nứt mầm, lúa chùm rễ trắng tươi như củ hủ dừa. Mà ngộ, thôi ra ruộng 3 năm rồi. Vậy mà cái gì á cũng nhớ. Ông Mười Hơn cười khà khà, môi run lều phèo trước hàm răng trống. Quên sao được mày. Đám mình biết mần ruộng tử hồi còn làm tá điền cho hội đồng chì. Cái hồi mà chưa có cục đất chọi chim, thằng Ba Già lúc nào cũng ước có miếng đất bằng chiếc chiếu thôi cũng được, để cấy lúa chơi, để chết được chôn ở trên đất của mình. Ai nghe cũng rớt nước mắt tủi cho cái thân nghèo. Lúc đó mày cũng khóc, phải không Ba Hớn? Ông già tên Ba Hớn cao lòng khồng, đội cái tấm cao su lên như cây cột cái cự. Đâu nè, bữa đó tôi sổ mũi, vậy mà người ta độn tới bây giờ. Mấy ông già cười khớ khớ, nhắc lại, làm như tụi tao không nhớ. Lúc đó mày với thằng Ba chăn bày trâu cho xả chọt, phơi nắng phơi mưa ngoài đồng riết. Rồi cái mặt thằng Ba nhăn như ông già, cho nên mới kêu là Ba Già, chết cái danh luôn. Rồi giặc giả chiến tranh 2 lượt, bận cầm súng chống giặc. Tính ra người Trảng Cò mình bỏ ruộng hoang chừng 3 mùa chứ gì, bị dồn ra ấp chiến lược cũng lụi hụi trốn về gặt lúa. Nghe ở bên miệt Nam chòi nuôi tôm làm giàu, Trảng Cò cũng không chịu bỏ cây lúa. Thấy nghèo vậy mà bền, đói ăn cơm mới no, chứ ăn tôm ngày lại ngày chịu làm sao nổi, ngán thấu trời. Cây hồi đó lúa còn xanh cả một vạt đồng Trảng Cò, những cái bờ đất nhỏ nhẫm dấu chân người, những chiếc ghe chở dịch chạy đồng đậu dọc theo kinh khi mùa gặt đến. Cái hồi đó chưa thấy mấy anh thanh niên từ tỉnh xuống đò đò ngắm ngắm để làm cái đề án du lịch Trảng Cò. Người ở đây chưa bỏ xóm đi ghe bạn ở ngoài khơi, chưa vô rừng làm lâm tặc ăn trộm tràm đem bán, chưa đi gặt mướn đồng khác. Đám già ở lại trông con cháu về, hỏi bên đó lúa tốt không, giống gì năm nay trúng nhất. Chắc gió bữa trước lúa đổ cũng bộn hả? Đám trẻ đi làm đã mệt, lại còn phải trả lời, cho nên đổ quạo. Thay kệ người ta, dính dáng gì tới mình, Ba? Bọn già mới chống gậy lủi thủi ra giường. Nhớ ruộng quá, hỏi bậy mà cũng bị nó rầy. Bây giờ nhớ lại, 8 ông già thở dài. Thằng đất em nhận ra tiếng thở dài của nội mình, như ông khà lúc uống trà. Tiếng khà dài, khàn, làn hơi rung rung, mà người biết ca kêu bằng đổ hột, nghe cũng buồn bã, nhỏ nhoi như hết thảy mọi người. Rồi tự nhiên ông cười nhỏ, nghĩ thầm, chà, mình làm trưởng đoàn mà, lãnh đạo mà có lúc yếu lòng, tư tưởng không vững, trùng trình thì đâu có được. Phải cứng cỏi lên,
để lo cho người ta đến nơi đến chốn chứ. Ông ngước lên dòm mấy ông bạn già đen lù lù, đằng hắn, nuốt trọng nước miếng, lấy lại cái giọng khàn ấm. Chà, cao su chỗ dưỡng năm rách dữ hả? Đầu cổ ướt nhẹp hết rồi. Nè, đổi qua chỗ tôi nè. Đi chuyến này mà thành á, chắc phải vô cái chợ bách quá mua bổn thứ cho mùa mới. Đồ cũ á, hư hết trọi. Mưa tạnh lúc hừng đông, thằng đất em tung tắm cao su ra, nói với vẻ thất vọng ghê gớm. Trời đất ơi nội coi, ở thành phố tệ thiệt. Mương vậy mà không có con cá nào lên hết, gặp mà ở dưới mình á. Trời vẫn trĩu đầy nước, tối âm u. Ông bà thấy núi mây đen thẳm dựng lên một mảng trời phía trảng cò. Ông chắc lưỡi như xót xa lắm. Điều này dưới mình mưa lớn dữ, đất chắc chìm hết rồi. Đồng thì chắc chỉ còn loi ngoi cỏ, muốn cày bừa cũng khó lắm đây. Ông ba già nghe ruột mình nôn lên, từng khúc, nghẹn ứ đến mức ông không lên tiếng được. Ông Mười Hưng than thở, thèm trà quá mấy ông ha. Thèm, hai bữa rồi, có hớp được ngụm nào đâu. Hèn chi thấy bãi quải trong mình quá chừng, mở con mắt không có lên. Chị ông ba ngồi lặng, đốt thuốc, mắt ngó về phía cổng ủy ban, người căng ra như sắp đi đánh trận. Lát sau anh cán bộ văn phòng hôm qua ra và ái ngại thưa. Dạ, kẹt quá chú ơi, sáng nay chủ tịch bữa nay phải đi dự triển khai cái chỉ thị gì đó. Chú hẹn cuối giờ chiều, chú chủ tịch dặn mời mấy chú vô ủy ban ngồi nghỉ đỡ. Và ba già, trưởng đoàn đất trảng cò, ông già có gương mặt khắc khổ, nhăn nhó nhất, mạnh giỏi nhất, ăn nói gian dẻ trơn tru nhất, bỗng dưng hức lên, khóc ngon lành. Vậy là đất trảng cò trễ thêm một mùa nữa rồi, mấy chú ơi. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.